đợt ba chiến dịch đường 9 khe xanh trong chiến tranh Việt Nam. Về cơ bản, sau khi đã kìm chân Mỹ và Việt Nam Cộng hòa tại khe xanh để tổ chức tổng tấn công và tổng khởi nghĩa khu vực đô thị cũng như thời tiết tháng 3 dần có những biến chuyển có lợi hơn cho Mỹ, quân giải phóng bắt đầu giảm áp lực vây hãm. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn kết thúc đợt 1 của tổng công kích, tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân 1968 nên quân giải phóng lúc này giảm áp lực tấn công, vây hãm để chuẩn bị cho đợt 2. 31 ngày 1 tháng 4 năm 1968, chiến dịch Pegasus, ngựa bay, nhằm giải tỏa cho khe xanh bắt đầu. Sư đoàn không kỵ số 1, lực lượng cơ động mạnh nhất của lục quân Hoa Kỳ, được tung vào khe xanh. Sư đoàn gồm 3 lữ đoàn, mỗi lữ đoàn có 3 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có từ 800 đến 1.000 quân, một tiểu đoàn trinh sát không kỵ, một tiểu đoàn trực thăng vũ trang. 3 tiểu đoàn pháo 105 ly, hai đại đội pháo sáng, một đại đội máy bay vận tải với tổng cộng 439 máy bay trực thăng và một số máy bay vận tải. Ngoài ra, còn có chiến đoàn dù số 3 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và một tiểu đoàn pháo 105 ly cùng tham gia. Với tổng biên chế 15.787 quân, 434 máy bay, chủ yếu là trực thăng, 1.600 xe các loại, 54 khẩu pháo 105 ly, 87 dàn dốc kết với 1.872 ống phóng cỡ 70 ly lắp đặt trên trực thăng vũ trang. Sư đoàn không kỵ số 1 có khả năng cơ động và hỏa lực mạnh mà không một đơn vị nào khác trên thế giới có được. Ngay sau khi Mỹ mở cuộc hành quân Pegasus giải tỏa cho Khe Sanh, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam điều động thêm sư đoàn 308 vào tham gia chiến đấu thay cho sư đoàn 325 tại chiến trường Khe Sanh. Sư đoàn 325 được lệnh hành quân sang chi viện cho mặt trận khác. Trong đó trung đoàn 9 được đưa vào B3, trung đoàn 101D và 95C đưa vào B2. E95C sau này trở thành E3 của Sư đoàn 9, Trung đoàn Hoa Lư. Sáng ngày 11 tháng 4 năm 1968, không quân Mỹ đã sử dụng 15 lần chiếc B-52, giải 450 tấn bom dọc hai bên trục đường 9. Tiếp đó các máy bay trực thăng đổ một tiểu đoàn không kỵ xuống bồng nho, động cho và úc nghi, đổ một đại đội pháo binh xuống khe xanh. Cùng với đường không, trong ngày, phía Mỹ còn cho 147 lần chiếc xe vận tải chuyển đồ dùng quân sự và đạn dược từ Tân Lâm đến Cả Lu. Ngày 2 tháng 4, B-52 Anh Tạc Đông Nam Khe Xanh, 14 giờ 30 phút trực thăng đổ một tiểu đoàn quân Mỹ xuống Đông Làng Cát và một tiểu đoàn xuống Cả Lu. Sau khi được thả xuống bãi đáp, tiểu đoàn 1 trên 5 không kỵ hướng về mục tiêu đồn Pháp cũ, đã động độ với một tiểu đoàn quân giải phóng đang phòng thủ tại đây. Tiểu đoàn 1 trên 5 của Mỹ bị thiệt hại nặng. Trung tá răng ồ tiểu đoàn trưởng thiệt mạng. Tiểu đoàn 2 trên 5 được lệnh vào thay thế nhưng quân giải phóng đã rút lui. Ngày 3 tháng 4, quân Mỹ tiếp tục cho 200 lần chiếc trực thăng đổ lữ đoàn 1 không kỵ xuống Paca, Làng Con, cao điểm 420, Cổ Nhung. Sáng 24 tháng 4 năm 1968, với ý định đánh chiếm bằng được cao điểm 471, khống chế vùng Tây Nam tả cơn, Mỹ dùng hỏa lực pháo binh và không quân bắn phá dữ dội nhiều giờ vào điểm cao và đưa tiểu đoàn 1 trung đoàn 9 thủy quân lục chiến ra chiếm các mầm 3. 4, 5 ở động che riêng, nhưng đã bị đại đội 7 tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 và một phân đội của tiểu đoàn 9, trung đoàn 66 quân giải phóng chặn đánh. Trận chiến đấu rằng co kéo dài từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều vẫn không phân thắng bại, số thương vong của Mỹ đã là 10 chết và 56 bị thương. Chỉ huy quân Mỹ quyết định dùng trực thăng đổ một tiểu đoàn không kỵ vận xuống mỏm 3 và 4 động che riêng, tiếp tục tổ chức đánh chiếm cao điểm 471. Sau một ngày chiến đấu ác liệt, Quân giải phóng cũng có 16 người tử trận, nhưng ngay trong đêm ngày 5 tháng 4 đã bất ngờ tập kích vào khu trú quân của Mỹ trên mỏm 2 tại động Ché Riêng khiến một lính Mỹ chết và 28 lính bị thương. Tại hướng khác, tiểu đoàn 3 quân giải phóng đã được lệnh xây dựng chốt ngăn chặn ở làng Khoai. Lực lượng bố trí chốt làng Khoai gồm 20 binh sĩ do Nguyễn Văn Bình, tham mưu trưởng tiểu đoàn và Bùi Ngoãn, đại đội phó đại đội 11 tiểu đoàn 3 chỉ huy. Sang 4 tháng 4 năm 1968, sau khi cho pháo binh và trực thăng vũ trang bắn phá hàng giờ đồng hồ vào trận địa chốt làng khoai, một tiểu đoàn Mỹ chia làm hai mũi tấn công vào chốt làng khoai. Trong ngày hôm đó, năm đợt tấn công của Mỹ đã bẻ gãy, thương vong gần 100 lính, theo phía Việt Nam. Đợt tiến công thứ ba, đại đội phó Bùi Ngoãn bị thương gãy chân đã yêu cầu một chiến sĩ dùng lưỡi lê cắt chân bị gãy để tiếp tục chỉ huy chiến đấu và đã hy sinh tại trận địa, kết thúc chiến dịch. Bùi Ngoãn được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và được truy tặng huân chương quân công hạng 3. Sau một ngày chiến đấu, 20 chiến sĩ đã bị thương vong mất 10, trận địa bị phá hoại một phần nên chiều hôm đó phía quân giải phóng lui về tuyến hai chốt giữ. Chốt làng khoai còn chiến đấu liên tục đến ngày 7 tháng 4 năm 1968 thì được lệnh rút sang phía nam để phối hợp với hỏa lực tiếp tục đánh quân Mỹ. Tiêu biểu nhất trong các trận đánh giành chốt trong các ngày đầu tháng 4 năm 1968 là cao điểm 558, nằm ở phía tây cụm cứ điểm Tà Cơn. Lực lượng quân giải phóng giữ chốt ở đây ngoài hai tiểu đội bộ binh chiếm giữ ở hai mỏm đồi còn có hai khẩu 12,7 ly và một khẩu súng cối 60 ly bố trí ở khu vực yên ngựa, có hệ thống hầm hào, công sự trận địa khá vững chắc. Tại chốt 595 diễn ra trận chiến đấu ác liệt suốt hai ngày, từ ngày 6 đến 7 tháng 4, được gọi là kỳ tích 1 chống 40. Phía QGP chỉ có hai tiểu đội chặn đánh hai tiểu đoàn Mỹ trong hai ngày, được ghi nhận là đã triệt hạ gần 200 lính Mỹ riêng chiến sĩ Nguyễn Hữu Bảo diệt 79 lính Mỹ, cuối chiến dịch được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tài liệu Mỹ cũng xác nhận trong ngày đầu tiên đánh chốt đã có 10 lính Mỹ chết và 47 bị thương. Tuy nhiên với sức cơ động và hỏa lực áp đảo, quân Mỹ vẫn lấn dần đến khe xanh. Ngày 6 tháng 4 năm 1968, các đơn vị không kỵ đã bắt tay được với TQLC bên trong căn cứ tại cao điểm 471. Sau đó, tiểu đoàn 1 trên 9 TQLC bắt đầu càn quét khu vực chung quanh căn cứ khởi đi từ cao điểm 552 rồi đến cao điểm 681 nhưng không gặp một kháng cự nào. Về phía quân giải phóng, song song với nhiệm vụ đánh quân Mỹ hành quân giải tỏa các điểm cao quan trọng xung quanh Khe Xanh và Đường 9. Bộ chỉ huy quân giải phóng cho các đơn vị chủ động tổ chức các trận tập kích tiêu diệt các vị trí tiến quân tạm thời của lực lượng không kỵ của Mỹ. Sáng ngày 5 tháng 4, Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 24 quân giải phóng bất ngờ tiến công loại khỏi vòng chiến đấu gần 100 lính không kỵ trên cao điểm 400. Sáng ngày 7 tháng 4, chiến đoàn dù số 3 quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã dùng 132 máy bay lên thẳng từ Nhân Biểu đổ xuống các ngọn đồi phía Tây Bắc Làng Vây Cũ và tiến hành đổ bộ đợt 2 xuống Dù Cút. Nhưng ngay sau khi đổ quân đã bị pháo tập kích chúng đội hình, hàng chục lính thuộc tiểu đoàn dù 2 và 6 bị loại khỏi vòng chiến đấu. Tiểu đoàn 3 và 8 dù quân lực Việt Nam Cộng hòa bị trung đoàn 24 sư đoàn 304 quân giải phóng bám đánh liên tục, tiêu hao một bộ phận lực lượng và phương tiện, buộc phải co cụm lên cao điểm 400. Đêm ngày 8 tháng 4, tiểu đoàn 4 trung đoàn 24 bất ngờ tập kích diệt thêm một số, trong đó có thiếu tá Tham Mưu trưởng chiến đoàn dù số 3 là Bùi Văn Thạch cũng tử trận. Cùng ngày 7 tháng 4, ở cao điểm 552 và 689, tiểu đoàn 1 trên 9 của thủy quân lục chiến Mỹ cũng bị pháo kích bằng súng cối làm 9 lính Mỹ chết và 27 bị thương. Để tạo hành lang an toàn, quân Mỹ tiếp tục cho quân đánh nóng ra các điểm cao. Ngày 10 tháng 4, tiểu đoàn 6 dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa được một tiểu đoàn không kỵ của Mỹ yểm trợ chia làm 3 mũi hành quân đánh chiếm làng vây cũ. Được pháo binh chi viện, tiểu đoàn 7 trung đoàn 66 quân giải phóng đã liên tục đẩy lùi 3 đợt xung phong vào căn cứ làng vây buộc tiểu đoàn 6 quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải lùi về cao điểm 500, Tây Bắc làng vây. Ngay đêm ngày 11 tháng 4, tiểu đoàn 7 quyết định tiến công cao điểm 500, diệt thêm một đại đội, làm thiệt hại nặng một đại đội khác. Các lực lượng Hoa Kỳ sau đó đã sử dụng tối đa ưu thế của không quân, pháo binh và cả chất độc hóa học khiến trung đoàn 66 phải rút lui. Lữ đoàn 1 không kỵ của Mỹ sau khi chiếm được làng vây cũ đã nhanh chóng đánh chiếm Paca, làng Con, làng Trài, Bi Hiên, đẩy được một số đơn vị của QGP ra xa. Tuy vậy, sau một tuần tác chiến ở khu vực Làng Vây, lữ đoàn dù số 3 quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị thiệt hại tới 40% quân số. Tinh thần của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mất ổn định nghiêm trọng, phải rút về căn cứ ở Huế để củng cố. Cuộc hành quân Lam Sơn 207 của lữ đoàn dù số 3 đến đây chấm dứt. Theo tuyên bố của Hoa Kỳ, chiến dịch Pegasus kết thúc ngày 8 tháng 4 và khe xanh đã được giải vây. Tối ngày 14 tháng 4 năm 1968, hãng UPI và đài BBC đều công bố cuộc hành quân Pegasus đã chấm dứt. Song thực tế quân Mỹ mới chỉ tạo được một tuyến tiếp vận đến khe xanh từ hướng đông, ba mặt còn lại của căn cứ vẫn bị vây lỏng, các trận đánh ác liệt vẫn diễn ra và quân Mỹ thường xuyên bị tập kích. Tiêu biểu như ngày 13 tháng 4 năm 1968, tại cao điểm 881 Bắc, Lợi dụng lúc tiểu đoàn 3 trên 26 của thủy quân lục chiến Mỹ tiến công đánh chốt 622 lộ toàn bộ đội hình trên trận địa. Tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 đang ém sẵn ở các vị trí có lợi đã bất ngờ xuất quân trên nhiều hướng tiến đánh đội hình Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục lính Mỹ. Ngày 15 tháng 4, quân giải phóng tập kích bãi đáp của đại đội A tiểu đoàn 1 trên 9 ở Tây Nam cao điểm 689 và diệt đại đội C và D của thủy quân lục chiến tới chi viện làm 41 lính Mỹ chết. 32 bị thương và 15 mất tích. Khe xanh tiếp tục phải hứng chịu pháo kích. Có những ngày ghi nhận lên tới 100 viên đạn trút xuống từ các trận địa pháo của QGP đặt tại Lào, nằm ngoài tầm phá của quân Mỹ trong căn cứ. Cùng thời gian trên, trên hướng đông, sư đoàn 320 quân giải phóng cũng tăng cường hoạt động tác chiến. Trung đoàn 64 liên tục tiến công trên đường chiến diệt nhiều xe cơ giới và quân chiến đấu của Mỹ. Nhiều mũi tiến quân của Mỹ nóng ra phá thế vây hãm ở khu vực Cồn Tiên, Dốc Miếu. Quán ngang, An Thái. Đã bị trung đoàn 48 quân giải phóng chặn đánh tiêu hao. Ngày 21 tháng 4, ba tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ Mỹ chia làm nhiều mũi cơ động tiến đánh cao điểm 622. Tiểu đoàn 9 trung đoàn 66 sư đoàn 304 quân giải phóng đã bám trụ công sự trận địa vững chắc kết hợp với vận động tiến công quy mô nhỏ trên từng hướng, đánh bại từng mũi tiến công lên điểm cao, đẩy quân Mỹ trở lại khe sành. Ngày 23 tháng 4, gần một tiểu đoàn không kỵ từ làng Con Húc Hạ đã mở cuộc hành quân về phía làng Vây. Khi quân Mỹ vừa đổ quân chiếm vị trí xuất phát xung phong đã bị lực lượng cơ động của sư đoàn 304 quân giải phóng chặn đánh quyết liệt. Bắn cháy hai máy bay chở quân, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực. Bị đòn phủ đầu thiệt hại lớn về quân số, tổn thương nặng về tinh thần, số còn lại vội rút về Húc Hạ bỏ dở cuộc hành quân. Trên tuyến đường 9, tiểu đoàn 8 quân giải phóng liên tục phục kích đánh các đoàn xe vận tải chở vũ khí trang bị. Ngày 19 tháng 4, diệt 5 xe GMC, 1 xe M113. Ngày 20 tháng 4, loại khỏi vòng chiến đấu 2 trung đội hành quân trên 6 xe chở quân. Ngày 21 tháng 4, triệt hạ thêm 108 lính cùng một xe tăng và một số xe vận tải. Cuối tháng 4 năm 1968, quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa buộc phải kết thúc cuộc hành quân Pegasus và Lam Sơn 207 khi ý định giải tỏa khe xanh chưa thực hiện được. Dù sao, các cuộc hành quân của mỹ đã đẩy được một số mũi vây lấn ra xa chiếm được một số khu vực chốt quan trọng ở khu vực xung quanh khe xanh gây thiệt hại lớn về quân số và trang bị vũ khí kỹ thuật cho đối phương nguy cơ khe xanh bị tiêu diệt hoàn toàn. Một số như thông tin về trận được tháo mây. Làng vây trong chiến, chiến dịch quân giải phóng năm 1968. Sau khi vòng vây, vây đã 8. bị quân Mỹ chọc thủng trong năm chiến dịch 1968. 1968, các đơn vị bước, bước vào trận dịch, dịch, dịch tổng đạn búa công và nổi dậy sơn thế vây lớn để tiếp tục lượng tạo tăng thiết ép, ép lần đầu tiên ra trận sau gần 10 năm ra đời ngày 5 tháng 11 năm 1959 khe xanh. Sinh tăng thiết giáp ra đời.